Xin mến chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio có làm một video để đi cho tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc. Bát 16 toàn giải xương đỏ của hãng Solami. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn có làm một video để cho các bác khách yên tâm, và các bác có nhu cầu muốn làm loa chung hoặc loa mic hoặc loa bát cần đến tiếng mic sáng thì anh em có thể là lấy loa toàn giải này làm loa chung. Tiếng lời của dòng loa toàn giải này rất hay các bác nhá. Các bác biết rồi, loa toàn giải nó sẽ thiên về lời rất là nhiều, và dòng này mà làm loa chung thì cực kỳ hay luôn. Thì hôm nay em có lên đơn cho các bác khách ở đây là có số lượng 12 đôi đi trên mọi miền Tổ quốc. Hàng vừa về và các bác ủng hộ rất là nhiệt tình. Em rất là cảm ơn các bác, và quan trọng là chất lượng và giá thành. Một đôi bát này em đang bao ship toàn miền Tổ quốc Việt Nam mình là 400.000 một đôi. Và bây giờ em Tùng Nguyễn có review và giới thiệu sản phẩm để cho anh em xem. Bát này là mã của nó là M6050, hàng của công ty Solami. Đấy, Solami này in thẳng vào trên tem và dán vào cái củ bát này, xương màu đỏ, chạm cài. Đấy, các bác nhìn này, cái cấu hình màng của nó này. Màng con này là màng giấy. Màng giấy và gân của nó là gân gân giấy và được tẩm dầu, được quét một lớp keo dầu ở đây. Đấy, quét một lớp keo dầu. Xương màu đỏ, xương sắt màu đỏ. 600W mắc 8 ôm. 600W trên trở kháng 8 ôm, đây là công suất của người ta in vào đây. Thì anh em có thể làm các dòng loa mic, tiếng của dòng này cực ngọt luôn. Thì hôm nay em có làm một video để cho các bác tham khảo cấu hình của nó. Đây là cấu hình côn này, nhện màu vàng. Anh em biết rồi, các cái dòng loa toàn giải này nó sẽ ra cả 3 giải đều nhau. Bát, chung, tép đều ra cùng một cái bát này. Khi anh em lắp cái dòng loa này để làm loa chung thì tiếng tép nó lên rất là tốt. Thế nên là anh em lắp các cái bộ dàn nào của mình mà bị thiếu tép, anh em có thể là lắp loa chung này vào thì nó ra cả giải tép này, tiếng mic nó sáng này. Rồi các dòng này có thể là làm loa lời các bác nhé, làm loa lời các bộ dàn karaoke. Đấy, ngày xưa em cũng làm loa bót 151, nó cũng làm bằng loa toàn giải bát 12. Nhưng mà đây là bát 16. Đấy, tiếng mic của nó rất hay. Thì hôm nay em có review lên để cho anh em yên tâm là khi đã lên đơn, các bác cần đến cái dòng này cứ nhắn tin địa chỉ, em sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán đúng hãng Solami này, anh em có thể nhận hàng cho Tùng Nguyễn. Dòng toàn giải này bên em đã test và đã anh em cũng đã lắp lên loa rồi, rất là hay và tiếng mic rất ngọt. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé.